Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn một cái động cơ 49cc, động cơ 4 thì các bạn nhé, không phải động cơ 2 thì. Động cơ 4 thì nó có cái ưu điểm là nó dễ nổ và nó dùng xăng rất là tiện lợi, anh em không phải dùng xăng pha nhớt như cái dòng máy 2 thì. Động cơ này thì tích hợp sẵn cả bô bình xăng, và thằng này thì nó sử dụng xăng bình hút chứ nó không phải dùng bình để ở trên. Đây là bình xăng của nó này, rất là tiện nhé. Đấy, bình xăng của nó đây. Đây là cần giật lỗ này. Đấy, và đây là hộp giảm tốc. Với cái động cơ này thì các bạn có thể sử dụng để làm xe hai bánh, xe ba bánh và bốn bánh cỡ nhỏ, rất là phù hợp, rất là đẹp. Đây là cái nơi lắp cái hộp số của nó này. Đấy, mình sử dụng cái hộp số này để nắp vào này. Ở đây nó có vị trí của nó là 4 con ốc này. Đó, các bạn nắp vào rất là dễ thôi. Và tùy các bạn thích lắp quay như thế này cũng được, quay như thế này cũng được, quay lên cũng được. Nhưng để mà sử dụng cho nó chuẩn này thì các bạn quay theo đúng cái hướng kéo của nó. Các bạn kéo về phía đằng bên phải như thế này thì các bạn xoay cái hộp số như này. Các bạn kéo xuống thì các bạn để xoay như này. Và kéo ngược lên thì xoay lên, mà kéo về sau thì xoay như này. Sao cho nó hợp lý và nó đẹp nhất có thể. Nó chuẩn nhất. Bộ này là nó sử dụng ly hợp dạng côn văng các bạn nhé. Khi các bạn để không thì nó sẽ không bám tải, nó rất là hay. Đấy, khi các bạn máy lổ nhưng không ga thì bộ chuyền này sẽ đứng im này, và nó chỉ kéo ga khi các bạn kéo ga lên thì cái bộ côn nó văng ra thì lúc đấy nó mới bám tải, nó rất là hay. Lấy như làm xe 4 bánh cũng rất là hay. Nhưng mà chỉ với 49cc thì các bạn chỉ được làm những cái dòng xe cỡ nhỏ thôi, xe cá nhân thôi. Đây là một số cái chi tiết của nó. Đây là cái phần bầu lọc gió này. Đấy. Mở gió này. Mình gọi là le đấy. Đây là kéo dây ga này. Lắp dây ga vào đây nhé các bạn nhé. Đây là phần kéo dây ga này. Cái này dây ga thì sử dụng như ga xe máy thôi. Các bạn có thể sử dụng chân ga hay tay ga thì đều được cả. Rất là dễ sử dụng. Cái máy này thì có tích hợp sẵn cả bô đây các bạn ạ. Đây bô của nó đây này. Nó có bô ở trong này nhé. Đấy, rất là gọn. Đây, đây là bô này.
Mình sẽ test lẩu trong một cái video gần đây nữa. Video này chỉ review đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mời các bạn đón xem video phần 2 về test lẩu động cơ. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Rất là đẹp các bạn. Các bạn lưu ý là nó chỉ có 49cc và là máy 4 thì sử dụng xăng. Vì vậy nó chỉ phù hợp với làm xe 2 bánh. Và xe nếu có làm xe 4 bánh thì cũng là xe 4 bánh cỡ nhỏ và tải trọng dưới 100kg thôi các bạn nhé. Nếu mà làm lặng quá thì phải làm giảm tốc đi nhiều lần. Kích thước rất là nhỏ gọn. Đây, chỉ một gang tay thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn. Và làm việc gì cũng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhấn chuông thông báo để nhận được cả những cái video khi mình mới đăng về các cái dòng sản phẩm. Cái máy này thì rất rẻ thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể xem giá ở dưới phần mô tả của sản phẩm. Mình để giá ở đấy. Giá bao gồm cả hộp số giảm tốc. Đây là bình xăng này. Bình xăng là dưới đáy. Cho nên là nó sử dụng cơ cấu hút xăng các bạn ạ. Tức là bơm xăng lên chứ không phải là dạng như kiểu xăng chảy từ trên xuống. Tích hợp tất cả trong một rồi. Quá gọn nhẹ. Đây là bình nhớt này. Đây có cả buji này. Cái dòng máy này thì có một cái nhược điểm mà mình cũng chưa nghĩ ra, là không biết là nó sẽ gắn lên cái khung sườn ở cái phần nào. Chắc là phải chế cái bộ khung lên bốn cái con ốc dưới đáy này thôi. Đấy, đây có con ốc này. Ốc này có lẽ là để giữ cho cái vị trí nó ổn định hơn này. Cái này thì anh em mua về thì cũng cần phải làm lại một chút thì mới bắt lên khung sườn được. Chứ nguyên bản của nó chỉ có như thế này thôi. Đấy, đấy có bầu lọc gió đây. Rất là gọn gàng. Bầu lọc gió này mình để nguyên bản cũng được. Hoặc các bạn nào kỳ công thì có thể thay một cái bầu lọc gió đẹp hơn cho nó chất.